Xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới. Và hiện tại là Thành đang ở vị trí là đường Mặt Tiền, đường Trần Thị Non, để mang đến cho anh chị và các bạn một căn nhà sổ hồng riêng và giá rẻ. Thì đây là một căn nhà với một cái vị trí hiếm hoi, cũng như là một cái diện tích như vậy mà chúng ta có một căn nhà sổ hồng riêng và mức giá nó cũng là rất là ưu đãi. Thì vì sao Thành lại nói như vậy? Thì bây giờ Thành xin phép mời anh chị di chuyển. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là đường nội bộ chúng ta, thì một cái căn nhà có cái đường nội bộ di chuyển mà xe ô tô 7 chỗ, xe tải nhỏ vẫn chạy vô thoải mái đó. Thì cái nhà hôm nay Thành mang đến cho chị là nằm ngay vị trí là cách Ủy ban nhân dân xã Hưng Long tầm khoảng là 200m thôi. Từ mặt tiền Hưng Lộ 11 chúng ta đi thẳng vào đường Trần Thị Non, bắt đầu chúng ta quẹo vào tầm khoảng thêm 50m nữa thì chúng ta sẽ tới nhà. Và vị trí căn nhà mình là một căn gốc. Đặc biệt của căn nhà chúng ta là như Thành đã nói từ mới nãy đó, là căn nhà mình là sổ hồng riêng, với diện tích là ngang 4m và bề dài là 11m9. Tổng diện tích trên sổ của chúng ta là 47m2 mọi người ha. Đó, 47m2 chúng ta có một căn nhà sổ hồng riêng và vị trí gốc. Thì ở vị trí gốc ở đây Thành nhấn mạnh ở đây nó không phải là một căn nhà mà gốc để chúng ta kinh doanh, nhưng ở đây chúng ta sẽ có một căn gốc để có một cái không gian cũng như một cái lối thông gió nó thoáng hơn so với những căn nhà còn lại, anh chị có thể thấy đúng không ạ? Đó, chứ anh chị đừng có nghĩ vị trí gốc thì chúng ta kinh doanh được, tại vì gốc thì nó nằm mặt tiền đường thông thì nó mới kinh doanh, còn đây chỉ là một căn nhà chúng ta để ở và chúng ta sở hữu nó. Thay vì ở một căn nhà diện tích nhỏ, pháp lý không rõ ràng, thì đây là một căn nhà mà sổ hồng riêng, vay được ngân hàng anh chị. Tầm giá thì tí nữa Thành sẽ báo giá, bật mí giá cuối video, nhưng mà anh chị có tầm khoảng 400 đến 500 triệu anh chị đã có thể sở hữu được căn nhà này rồi ha. Còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay. Rồi quay lại với chủ đề chính của căn nhà hôm nay, thì anh chị có thể thấy là mặt tiền trước của chúng ta là 4m và thêm cái hông bên này chúng ta vẫn có thể đi ngay cả xe tải vô thì cũng được luôn, tầm khoảng 4m luôn. Có cửa sổ mở bên hông, hết mọi thứ luôn mọi người ha. Và đặc biệt nữa, khi mà chúng ta mua nhà chúng ta hay quan tâm về cái vấn đề pháp lý, thì thứ nhất sổ hồng riêng, thứ hai là nhà mình có số nhà luôn rồi anh chị. Đó, thì về đây cái vấn đề mà Thành nhấn mạnh ở đây là một căn nhà chúng ta mua an toàn. Đó, mẫu nhà thì hiện đại. Thực ra đây là một cái căn nhà cũ nhưng mà bên đơn vị Thành sửa lại để có thể là tìm kiếm một cái chủ nhân mới cho cái căn nhà này ha. Đó, Thành xin nhắc lại là ngang 4m và dài 11m9 mọi người ha. Tổng diện tích trên sổ là 47m2. Rồi, ở ngoài thì sẽ được bọc bởi một lớp cửa rào kéo ngang mọi người ha. Đó, cửa màu đen. Tiếp theo ở bên trong thì sẽ có một cái khoảng không gian sân trước để bỏ xe máy, tầm khoảng 3-4 chiếc xe máy bỏ thoải mái ha mọi người ha. Có bên này thì có sẵn hết rồi, tại vì là căn nhà mình có số nhà thì đầu tiên chúng ta sẽ có là nước riêng này, đường điện riêng và công tơ điện riêng luôn. Anh chị về anh chị có thể là chuyển cái tên của cái công tơ điện qua cho tên của mình mọi người ha. Rồi tiếp đến thì sẽ có lớp cửa thứ hai là một lớp cửa sắt. Đó, lớp cửa sắt 4 cánh. Đây, đây là một cái khu vực như anh chị chúng ta xem từ đầu video thì có thể thấy là dân cư hiện hữu và chỉ có duy nhất căn nhà mình thôi, cho nên là đây là một cái sản phẩm khá là hiếm, bởi vì cái diện tích hiện tại bây giờ mà muốn có một căn nhà sổ hồng riêng là gần như là tuyệt đối là không có rồi, chỉ có căn nhà hôm nay thôi. Đó, thì anh chị nào mà thích cái mẫu nhà này cũng như có chỉ có tầm tài chính trên 1 tỷ một tí xíu, muốn mua một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, mua ở an toàn lâu dài, thì hãy liên hệ cho Thành sẽ đưa mọi người đến tham khảo căn này ha. Rồi, quay lại với cái nhân vật của chúng ta, thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái căn nhà ngang 4m và có khoảng không gian phòng khách cũng rất là rộng rãi so với cái diện tích đó, mà chúng ta có một cái khoảng không gian phòng khách tầm khoảng là 16m2. Đó, gạch lót nền thì loại gạch thông thường gạch 60, nhưng mà về chúng ta có thể là thay đổi lại, chúng ta có thể ốp lát lại mọi người ha, tại vì thực ra thì như Thành đã nói, căn nhà mình thì cũng là một cái nhà cũ giống như nhà mới nhưng đã được sơn sửa sửa sang lại, nhưng cái phần dưới thì có thể chúng ta ốp lại gạch cũng được. Đó, và vì vị trí căn gốc thì như Thành đã nói nhấn mạnh từ mấy nãy rồi, đây là vị trí gốc thì chúng ta thuận lợi về cái không gian sống này, khoảng sáng của căn nhà của mình thì đây, một căn nhà mà có cửa sổ mở bên hông rất là thoáng. Đó, bắt đầu từ cái phòng khách xong thì chúng ta sẽ có một cái mảng tường để làm không gian phòng ngăn cách giữa phòng bếp, và ở đây anh chị cái mảng tường này thì chúng ta có thể là làm bàn thờ ngay đây luôn mọi người ha. Thì đây có sẵn hệ thống điện rồi nè, đó là phòng thờ ngay đây luôn. Rồi, mời chúng ta di chuyển lùi sau không gian phòng bếp. Phòng bếp thì diện tích nó rơi vào tầm khoảng là 10m2 thôi,
đó cũng có không gian thoáng và nó cũng ngăn ra hai ngăn, một ngăn là để nấu nướng này, để gia vị này, và ngăn bên này thì chúng ta rửa rửa dọn. Góc dưới này thì cũng có, dưới cầu thang có một cái kho nhỏ để hiện tại là đang bỏ lắp motor vào, về chúng ta có thể là thêm vào tủ bếp mọi người ha. Rồi, vị trí tiếp theo ở đây đây thì hiện tại là thầy đang thấy là cái vòi như thế này, chắc chắn là hồi trước thì sẽ bỏ đây là một cái máy giặt rồi. Bên này có thể là bỏ thêm một cái tủ lạnh, hoặc là chúng ta có thể bỏ thêm một cái máy lọc nước đó, máy lọc nước. Rồi, ở sau này chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh ha cả nhà, phòng vệ sinh cũng khá là thoáng đó. Một cái nhà thì xin nhắc lại diện tích là ngang 4 mét và dài 11 mét 9 đó, một cạnh là 11 mét 9 và một cạnh là 11 mét rưỡi, thì tổng diện tích luôn là 47 mét vuông tròn đó, 47 mét vuông mọi người ha. Và chúng ta sẽ di chuyển lên không gian cầu thang để di chuyển lên trên. Cầu thang thì cũng là tay vịn sắt, và căn nhà mình thực sự là khi mà Thành bước vào thì căn nhà được cái là cảm giác nó rất là chắc chắn nha. Wow, trên này thì nó phân ra làm hai không gian, một không gian ở phía sau để tách biệt với không gian phòng ngủ là một cái phòng vệ sinh. Diện tích phòng vệ sinh thì cũng giống ở dưới luôn anh chị, chúng ta có thể là lưu sau thêm thử. Nãy Thành lên thì Thành cũng chưa lên trên, nhưng mà khi lên trên rồi mới biết là ở đây còn có phòng thờ nữa nhé. Đây phòng ngủ này, phòng ngủ này thì chắc cũng tầm khoảng là 8-9 mét vuông gì đó, 8-9 mét vuông gì đó. Đây cũng vậy mọi người, tổng cộng chúng ta có tới hai phòng ngủ, hai phòng ngủ, và ngay cả việc như Thành đã nói dưới mảng tường dưới kia chúng ta làm phòng ngủ thì đây, tuy nó nhỏ nhưng chúng ta vẫn có thể thiết kế làm thêm một cái phòng ngủ nữa, chúng ta trải một cái nền dưới thì tận dụng tối đa không gian của căn nhà đó, thì tổng cộng nó có tới 3 phòng lận. Rồi thì Thành xin nhắc lại là căn nhà mình có diện tích là ngang 4 mét và dài 11 mét 9, tổng diện tích trên sổ là 47 mét vuông, và căn nhà mình là sổ hồng riêng, vay được ngân hàng. Thì hiện tại Thành đang rao bán với mức giá là 1 tỷ 350 triệu và còn có thương lượng cho mình. Anh chị nào mà thích một căn nhà sổ hồng riêng và với cái mức giá này thì thực sự không có căn thứ hai. Anh chị nào quan tâm vui lòng liên hệ cho Thành qua số hotline, và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ạ.